nhà mình nha. Chào cả nhà. Mấy anh em đang cánh đồng bên Đồng Tháp cả nhà ơi. Này cánh đồng này cũng lớn lắm. Đó. Lúa cắt cũng gần hết rồi, còn có một tấn dây. Rồi mới mọi người đi bắt chuột, tâm lắm nè. Đây còn trước. Đào hàng trước. Mới vô luôn cả nhà. Bự ha. Bây giờ mấy anh em đi cùng với mấy anh em kia bắt chuột, anh Hải với anh Ba rồi đang đứng bên kia. Được mấy con rồi? Trời ơi trời, nhiều dữ hả? Bao nhiêu đây là dư mồi rồi? Con nít có, người lớn có. Cái gì thoát anh mất được. Đây. Ôi trời ngớt. Sang dinh hết rồi Sang ơi. Sang. Nè dinh hết bự nè. Ôi trời ngớt bự. Vô anh Ba ơi. Sao vậy? Thấy nó đạp lên lại bắt. Thơm hết sức ngon à. Thơm. Đây nè, sao? Đây nè. Vừa xuống. Chuột bự lắm. Bự lắm, nó chạy bự lắm. Có dính đây kìa, trời cũng bự ấy. Dính lại em ơi. Nhân dò lại ơi. Giấy rồi đó. Đây nè, sang đây nè, sang ta kìa, bỏ vô luôn đi. Con chuột bự không chứ bộ. Quá trời đông rồi, chào mấy em luôn nha.
ra ở đây nè, ra đây nè. Ra đây con á. Lên lứa nào mà ha. Thật này bự nè. Quá trời đông luôn. Hai cái máy cắt. Quá sáu. Đó luôn cả nhà ơi. Vậy chắc mấy anh em đi kiếm hàng bắt thêm. Cái này mình này mới vô à, ta cắt còn có hai công cuối. Quá trời nhiều người bắt đâu à. Con nào chạy thoát được. Lưới lứa sắp chấp chân kìa. Trời ơi, con này được hai con hả? Con được hai con hả? Rồi mấy anh em một bọc đó là về là dư sức rồi. Nó bay qua rồi kìa. Rồi. Chạy đâu tới bên kia rồi. Chạy con chó đánh hơi kìa. Được mấy con sang chục con chưa? Anh ba. Em bắt cho anh con hết rồi đó. Ừ. Mẹ hai con lành nữa rồi. Hả? Giờ mình đi kiếm hàng hay sao? Đó, coi rồi đó. Cái giò nó đau sao nó bươi tích thôi. Giò nó đang bị đau á. Bà để này có hàng là có nè. Này miếng lúa này miếng lúa cuối cùng á là chuột nó dồn gì đấy chứ nè. Là dồn luôn á. Có đó. Nói về đây.
tới bắp, tới bắp. Tới nào, nó đây này con. Coi chắc luôn nó bà. Cánh đồng này cắt lẹ ghê ha. Đó, bự rồi. Có ăn là có à, tại miếng lúa này lúa cuối cùng á. Chuột nó lên rồi đây. Nào nó nha con. Lưới lứa vừa vừa không ha, mềm lắm, mềm anh thấy vừa ha, mới nãy bắt trong lúa cũng lứa lứa gì không đó. Đi đi. Đó rồi, đi vậy. Đó có hàng anh Phước. Con vừa dưới lớp rồi. Còn đang cá nó đâu một con. Sáng nó sáng. Con lỏng à. Ê ê ê. Ở nó vô đây nè. Trời dần dính rồi đó. Dính đây kìa. Kìa, nhảy nhảy. Thôi. Rồi. Hả? Ăn kia nó vụn quá trời mà. Hai con lứa. Rồi, hết rồi. Đó, có rồi đâu. Tôi vừa. Đây năm, sáu. Đây rồi. Lứa dính này sao mau vậy dậm sao lứa nhiều quá ha, đều đều không à. Sờ nói vậy con, nói vậy đi. Để cây. À cái đuôi 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 đuôi. Thank you.
cương nữa đó. Vô sâu lắm mà. Chạy vô mà. Chứ không kịp hả? Ừ. Cho em nấu vô lại nữa hai con hả? Còn lần chó 20 à. Cho nấu. Nấu đây nè. Cái gì? Có con ngầu đỡ đó mà. Con bự rồi. Nè, nè, cái này coi. Lít đi. Đúng rồi. Cắn ngay kìa quên. Ba ơi. Lầm mệt đó. Rồi từ từ thôi con. Đi ba đạo lưng hay gì anh ba? Con hết mà còn kiếm thêm cua nữa. Gì? Gì ba? Vậy chạy ra từ từ bắt chứ. Thôi đâu thoát được. Đất nó bư văng mà nó chó chỗ nào chạy trời. Tôi đâu gầm chuột chạy đâu. Đất nó văng khúng ra chá ngàn. Chá. Đất nó văng chó luôn, đất văng nó văng. Văng ngàn con chạy đâu à. Mồ ơi, giờ này chắc đi khám á. Chở anh Hải đi khám quá. Khám mắt anh Hải. Rụt đắt văng chớp mắt Hải. Rụt. Mới kìa, mắt kìa. Ê, thôi. Thôi. Lửa. Lửa à. Không lấy cái hang gì con chuột cái xíu vậy? Vô đây còn không? Nè. Rồi, sao? Có anh ta? Hả? Cái này nó sống khỏe thế thấy không? Thì săn ba bắt được cua là quý hơn vàng. Ừ, qua bên đó kìa, qua bên đằng này kìa. Đâu? Thì nó ra không? Đi quá không này. Lùn mà có đầu ha. Cái lùn này ngày xưa đám cưới á, mỗi lần cái đám cưới đi kiếm mấy cái này dữ lắm. Đập cửa ngõ ha. Ừ. Ngày xưa đám cưới vui ha. Bữa đầu mà dọn nhà thì mượn ghế nè, dắt ghế, chặt chuối, đốn đụng đỉnh, đốn cây lùn. Thôi trời, bự lắm bự. Thôi chạy chạy vô đây rồi. Trời, vô này rồi. Trời. Shit. Còn nãy đó. Chạy kinh kinh ghê trời. Chạy em. Chạy hết biết nhục nhã mà. Chạy kinh kinh kinh. Con huy ghê ha. Đó luôn đã vào hoàng ha. Cái gọi này coi, gọi này coi. Gọi này chắc có nè, mới bưng nè. Làm gì đây bố? Mướn đất đây bán là sảy ghê luôn đó. Vậy là nó cãi nãy cầu khúc này đây ha. Vậy là con nằm đó con khác nữa ơi. Mà nó lắc chạy ra vậy.
Chắc gần đó, gần tới đó nó quay lắm rồi kìa. Thầy mà. Đúng rồi hả? Hèn chi con bắp nó nâu nó thun mà trời ơi chọn chỗ nó bở. Hết biết chột thao. Công nhận. Ô con này bớ bự nãy giờ luôn ha, bự nhất nãy giờ luôn ta. Mập ghê ha. Ô tròn lụi vô kìa. Hèn chi con nâu nó thun. Thúc 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 cho mà. Lúa này mới cắt là sáng đúng không? Anh mất. Cái con chuột mình mới bắt mà nó chui vô cái dập này sao nó quay đầu được? Hết rồi quá. Dạ, như vậy mấy anh em mình giờ này làm nướng luôn ha. Quá nhiều luôn. Này hình mới vô là bắt heo lúa là được hơn chục con rồi. Này anh ba được con ếch chứ con cua ha. Thám hiểm rồi. Chiều nay mấy anh em bắt nhanh gọn nha. Thì bắt heo lúa cắt lúa với đào mực mấy hàng. Ngày sau mấy anh em chiều này cùng cảnh mát mẻ, cánh đồng chiều mát mẻ quá, mấy anh em nướng chuột để thưởng thức tại đây nha. Chiều nay mấy anh em mình không có rượu, mình đi bắt chuột rồi cái mình nướng luôn, mình không có tính là mình nướng ở tại đồng, mình ra không có đem rượu. Anh ba chơi cua quá vậy anh ba? Quấn lá nữa. Ai cái con cua đó giống cua ốm quá rồi. Hồi nó quấn lá bằng lăng kìa. Quý hơn tôm đó. Cơm bệnh có bụi bằng lăng non hết sức non, hồi nó quắn như quắn chuột ăn luôn rồi. Chung là dọn bàn cái bên đây nè anh Thái. Mới xin được. Cuối luôn ha, cái này vừa ăn lắm à. Vàng đồng 200. Nè, vàng đồng không? Muối ớt siêu cay với 200. Xin mở hai một bịch muối muối ớt, cay mở hai hỏi chanh không? Có đồ ăn xin thêm đi chanh á, ngoài vườn á, trong ngoài vườn hát. Chanh trồng nhóc sao chứ. Ê mà hai hỏi đậu bắp luôn không? Vậy thôi coi khỏi đặt cái đậu bắp nữa. Cái bữa mình nướng mình không có chanh. Rồi, mình bữa bên kia không có chanh. Còn bé nó nấy sâu. Con nghe cái mùi con rủi. Rồi năm mới có táp nữa mà mở nó hiểu rồi anh mất. Cao lên rồi biết cái con chuột nhưng mà béo hơn hôm bữa mình bắt trước anh hả? Đâu mình đâu rồi? Cái con chuột béo nhất là cái con chuột cuối cùng á. Qua đây không? Đâu đâu đi, đi đâu xa cái con đồng lạ nghe. Cuối đường về à. Cái muối đó hả? Để muối vô. Làm xong nhớ rửa để vô dưới sách nha anh ba. Nghe khỏi sợ bể. Mình nướng nghe chỗ cái cảnh này rất là hữu tình nha. Trên đường đi. Đây, cái mình cái con đường chỉ là cánh đồng lúa chuẩn bị thu hoạch. Cánh đồng bên đây là xong hết à. Con này cuối cùng phải không? Tròn lũi á. Nói sao với cái con cuối cùng đó là con nâu bắt đó. Nâu lặn rồi ha. Ừ. Gần tới á. Gần tới nó thúc ha. Chỗ đó cắt lúa nó chạy vô đó nâu bà đó. Ừ. Nâu làm gì nó biết chuột bự hay gì nó lung cái kia nó luôn rồi. À, biết cái đùm mỡ rồi. Này nè con này nè. Này. Còn biết con này nè. Mỡ ghê không?
đây nguyên cái đọt thôi, cái đọt nó không xèo gì. Mớp lấy màu khéo ghê trời. Bẻ mấy trái cà na ăn mà ăn trước trơn hả? Lấy mấy trái cà na lại cho có màu của anh ba. Mà anh nướng cua mà anh sợ cháy cái que là anh bón lại cũng chín rồi ơi. Thợ cua ngon nè, cua ngon nè, chắc chín hay mà. Mình quấn lá mình nướng mà nó không cháy ngoe. Để đều đều ra coi cho nó hoành tráng lên coi. Vô anh xui nãy ơi. Con này cho anh xui nãy nha. Lắm ngon. Chịu không? Chịu comment vô chịu nha. Nay không có vụ rồi xui ơi. Dầu sao quá không dám nhậu, nhậu được 3-7 triệu chắc bỏ. Thằng chắc 2 tháng trời mới rút tiền khoản được. 7 triệu vậy chịu bỏ xe luôn á. Vô. Xe anh không muốn 1 triệu biết người ta mua không? Vô anh xui nãy ơi. Quá ngon. Hôm nay bánh nem mình dành chọn con ếch cho anh ba nha. Có con ếch nhưng đâm hầm nãy anh ba anh có con cua mà anh làm đâm hầm. Cho hoành tráng nha. Cho nó coi. Chấm cái nữa mà được. Ờ cay ăn gì nữa. Ăn được cay thì sao nó ăn. Ổ nó cay không. Bên này là nó bay lên xe nó đi theo xe luôn đó. Bắp lớn còn quá nữa không dám dẫn nè. Nè cho cái mâm nè. Ừ. Béo. Đi bắt rồi em bắt chút bự chứ ăn chục nhỏ này chứ ngon. Ừ, chục nhỏ ngon ha. Mềm. Căng hơn nữa. Lá bằng lần vô cái nó chết chết á, nhẵn đảo. Nãy mấy anh em đi ngoài đồng không có uống rượu. Mà mình đi là mình cũng không nghĩ mình nướng tại đồng mình ăn, tính đem về nhà mà chiều chiều mát cái ngoài đồng nó gió mát quá mấy anh em nướng luôn. Không khí này có con lon ha, mình đi bắt cái khác nước á, ăn dù mà uống lon là ngon lắm. Ăn. Ăn đi. Nè, ăn đi. Không lâu gì ăn. Con này mập lắm mập, mở cái nè. Rồi ăn giết đi em ơi, cho nó đốt lắm tới rồi, hồi cháy tới đem ta. Hả? Mưa đốt dòm tới rồi dữ lắm luôn. Trời dữ lắm rồi hả? Vô mạnh lên ba ăn cái đùi hết giết em ba. Vô một câu coi. Bài gì đó anh Phước. Bài khói gì anh Phước? Bài có khói rồi, khói lửa mịt mù cái gì đó. Gì nắng hạ đi gì đó. Bài gì? Chiếc này anh nó ngoài bán cá. Bỏ là bao nhiêu mà bán chục là nhót liền á.
hết bài giọng cổ gì luôn. Qua sao anh gửi đòn sao mà mình có mới hay lên thuốc. Qua sao nữa. Nấu mỹ đòn giờ chuột này có. Hết biết con chuột này không? Béo. Ăn ướt môi vậy. Thì lắm béo cả nhà. Bọng của nó mới giữ nữa nè. Ừ. Cái này cốt lết này chắc đưa cho anh mớp quá. Anh mớp. Cảm ơn em. Dạ, cái một đưa ở đầu dưới hả? Dạ, cảm ơn em nó. Nó cốt lết đó. Vậy nha. Ngọc ăn cái bọng nữa, nhớ đời em không? Ừ. Béo ha. Ôi giời, nó mềm không? Nó lớn mềm. Đục béo mập mà. Béo mềm. Vô anh ba. Quốc trời ơi anh chừa cái đùi ra chứ ai nữa anh ăn cái đùi đi. Mạnh nó đi. Ừ. Con. Mày ơi. Đừng nói chừa họ có túi đem về nha. Trời trời chơi không bia bỏng gì rồi. Vô ăn chụp nó. Hay. Nào. Nè đi xa rồi. Dưới đồng. Xa quá không có mang theo. Dạ. Dạ. Nó cự hay vậy. Nước dữ rồi. Ngại chấm lặn. Chừa dưới đồng mà xin được chén nước chấm cũng ngặt quá ha. Bà lấy cái bắp chuối anh bà nạo lên cho anh bà. Chụp được hả? Bắp chuối hết đó nó. Đây là để một cái bọn này lên. Ra ra muối. Vậy chấm cho mới đã. Nè anh ba vừa mồi, cua chưa đụng tới. Sâu quá. Chuối rồi. Chấm đó định mà anh Ngọc. Này nè mấy anh em ưu tiên nha em. Ok. Thì ghê mở không? Em bắt ăn hoài ngán. Rồi mời cả nhà mình nha. Chuyện lắm ngon nha cả nhà. Cái tôm càng nữa anh ba, anh để hoài anh ba. Tôm cho mời cả nhà cái đùi ngáp bắt đầu tới con tôm hùm này nha. Quá rồi anh em ơi. Không có lời nào mà tả nổi. Mưa ăn nó ngon gấp 10 lần con chuột mùa nắng á. Ừ. Nó khô. Nó khô, lại nó không có. Nên đụng mồi, đụng nước á, ăn ngon. Nước con giờ chuột nó khô, nước con giờ lên màu nó vàng. Chuột mùa khô vàng nó có chất mỡ thôi, vàng nó khô vậy anh chuột mình ăn không thấy nó có chất mỡ nó phồng phồng như da heo quay thôi. Ừ. Mình lọc mình có lớp mỡ đó. Mùa khô bắt cũng gần ha. Mùa khô để bắt chuột, chuột không nhâm mày được. Quá ngon. Chuyện lắm ngon. Hay ngon hoài mà cả nhà. Đúng ra con đi rượu uống vô nó ngon dữ nữa. Quá ngon anh em ơi, ăn hết đi. Rồi. Thôi cho con hay con nông con nó đi. Muối thử ăn không? Ừ. Hả? Ăn thử coi. Cay mọn. Trời ơi. Giật mình. Làm gì á? Dượt dùi thôi nè, ăn đi. À, ăn đi con. Nãy giờ không chấm là thấy này hơi lạc. Chấm phải. Chấm cái ăn nâu à. Cái ngon này hả? Chắc mình nè mình rút quân quá. Mưa. Tranh thủ về cả nhà. Mưa tới ông trời ông gầm thì tới rồi. Đây về nhà cũng phải xa. Thì anh em mình xin hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.